Này là cái vùng phân bổ các loài động vật nguy hiểm. Như ở châu Âu thì có chó sói, nhện, raptor. Ở châu Phi thì rất là nhiều luôn nè. Này là cơ chế hoạt động của móng vuốt nè. Nên mình có cái trang trong suốt. Chất độc ở đuôi con bò cạp. Con nhện nó giăng tơ nó tạo thành cái ổ này. Kiến, kiến thành đàn. Sứa, sứa biển. Dơi nè, tạo thành sóng âm. Âm thì cũng phải kể tới cá mập nữa nha. Đó, sóng âm.